Tiếp theo là Tiến xin giới thiệu một ca khúc nói về một cái tình yêu rất là cao thượng và rất là cảm động. Đó là ca khúc Vì Sao Trong Lòng Tôi. Tiến xin giới thiệu một bạn sẽ trình bày cái bài hát này, đó là bạn Nguyễn Huy Long. Xin mời bạn. Không ai hay, tôi đã mất đi vì sao không có tiếng.
Thì cái tình xây như thế này, Long trình bày ca khúc Đó Là Ai, nhưng mà hơi thấp một tí, giọng hơi thấp một tí, và cố gắng giọng cao như là tốt. Cảm ơn em. Cảm ơn anh.